vụ ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Nhật, thu giữ hai vật thể khả nghi. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. Từ vụ kiều đội trưởng trái tạm giam Long Tuyền bị bắt, chuyên gia pháp lý nói gì? Cho vay tiền không đòi được, gái đàn ông mua 7 lít xăng phóng hỏa nhà con nợ. Lên mạng báo có chốt cảnh sát giao thông, người đàn ông nhận cái kết đáng lòng. Xin chào quý vị và các bạn, đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình, bây giờ là phần thông tin chi tiết. Mở đầu bản tin là tin tức cập nhật về vụ việc thủ tướng Nhật bất ngờ bị ném bom khói khi phát biểu ngoài trời. Được biết, các nhà điều tra Nhật Bản đã thu giữ hai vật thể hình trụ được cho là chứa chất nổ từ hiện trường vụ việc này. Đồng thời, lực lượng an ninh đã ngay lập tức khống chế và áp giải nghi phạm để phục vụ điều tra. Cụ thể, ngay trước khi thủ tướng Kishida Fumio có bài phát biểu vận động tranh cử diễn ra tại tỉnh Wakayama, một người đàn ông không rõ danh tính đã ném vật thể giống bom gây nổ và tạo khói khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Đài truyền hình Nhật Bản NHK dẫn các nguồn thạo tin cho biết các nhà điều tra nước này ngày 15 tháng 4 đã thu giữ hai vật thể hình trụ được cho là chứa chất nổ từ hiện trường vụ việc ở quận Wakayama, nơi Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến sẽ có bài phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử. Tiếng nổ lớn được nghe thấy lúc 11 giờ 30 giờ địa phương, khoảng 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam, gần địa điểm diễn ra bài phát biểu dự kiến cho công chúng của ông Kishida ở thành phố Wakayama vào sáng ngày 15 tháng 4. Các nhân chứng nói với phóng viên đài NHK rằng hung thủ đã ném một vật thể hình trụ màu đen về phía ông Kishida khi vị thủ tướng xuất hiện tại địa điểm này. Hung thủ ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Thủ tướng Nhật Bản đã được đưa khỏi hiện trường và không bị thương. Hung thủ 24 tuổi sống tại tỉnh Hyogo. Hãng thông tấn Kyoto của Nhật Bản đưa tin tên của hung thủ là Yuji Kimura. Trong khi đó, đài NHK cho biết cảnh sát vẫn đang cố xác nhận danh tính do hung thủ vẫn giữ im lặng được biết theo hãng tin kyodo ông kishida vẫn an toàn sau vụ việc và đã rời đi bằng ô tô ngay sau đó thủ tướng kishida vẫn sẽ tiếp tục lịch trình vận động tranh cử theo kế hoạch trong chiều nay sau vụ việc có thể thấy, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của cựu thủ tướng Abe Shinzo vào đầu tháng 7 năm 2022 vừa qua và vụ việc trên có điểm chung là các đối tượng thường lợi dụng những sự kiện ngoài trời của các chính trị gia để tấn công. Liên tiếp những vụ tấn công các nhà lãnh đạo cấp cao tại Nhật Bản xảy ra, cần nhanh chóng được kiểm soát, tránh trở thành những vụ khủng bố có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của nhiều người ở đất nước mặt trời mọc này. Tiếp tục bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Mới đây, sự kiện Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm và làm việc tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông báo chí trong nước và quốc tế. Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 14 đến 16 tháng 4, theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Được biết, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, Ông Blinken từng tới Việt Nam năm 2015 và 2016 với tư cách Thứ trưởng Ngoại giao dưới thời chính quyền Tổng thống Obama. Trước đó, vào ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính để trao đổi về mối quan hệ song phương giữa hai nước Mỹ-Việt. Sau đó, ông Blinken đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngoài ra ông cũng dự lễ khởi công khu phức hợp đại sứ quán Mỹ tại quận cầu giấy và gặp gỡ giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học tại đại học bách khoa hà nội thưa quý vị gần đây vụ việc thiếu tá đỗ tiến dũng nguyên đội trưởng và thượng úy nguyễn duy đạt cán bộ đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam long tuyền bị khởi tố do sai phạm khi công tác đã gây xôn xao trong dư luận Vậy theo chuyên gia pháp lý, sai phạm này đã làm ảnh hưởng như thế nào tới việc thi hành pháp luật cũng như trong công tác giáo dục phạm nhân? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, qua công tác thanh tra, Công an thành phố phát hiện cán bộ trại tạm giam Long Tuyền có dấu hiệu vi phạm quy định trong giam giữ, làm quyền trong khi thi hành công vụ. Công an thành phố Cần Thơ đã bàn bạc với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để điều tra, làm rõ. Vụ việc này thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ngày 12 tháng 4, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, nguyên đội trưởng đội quản giáo, đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thượng úy Nguyễn Duy Đạt, cán bộ đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam về hành vi lạm quyền trong khi thành công vụ theo thông tin ban đầu cả hai người trên bị cáo buộc hành vi tạo điều kiện cho người bị tạm giam sử dụng điện thoại liên lạc với bên ngoài trái quy định có dấu hiệu để trục lợi chia sẻ về vấn đề này tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết làm quyền trong khi thi hành công vụ là một trong những tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ theo quy định của bộ luật hình sự người thực hiện hành vi phạm tội là người có chức vụ quyền hạn nhưng đã vượt quá giới hạn quyền lực của mình gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân, thiệt hại đến uy tín của nhà nước. Như vậy, trường hợp kết quả điều tra cho thấy các bị can đã có hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình, làm trái công vụ, gây thiệt hại về tài sản từ 10 đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị xử lý về tội danh trên. Với tội danh này, mức hình phạt thấp nhất là 1 năm tù và mức hình phạt cao nhất tới 20 năm tù nếu gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Theo ông Cường, trong vụ án này, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố hai bị can. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ ngoài các bị can đã khởi tố, còn cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật với vai trò đồng phạm hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này là hành vi gì, hành vi này đã gây thiệt hại đến tài sản của ai và có yếu tố vụ lợi hay không. Trường hợp hành vi là vụ lợi, phải làm rõ số tiền bao nhiêu, tài sản gì và sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ đánh giá tính chất mức độ của hành vi vi phạm và làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Vị chuyên gia cho biết thêm, giam giữ là hoạt động có tính chất đặc thù, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong việc cách ly bị can, bị cáo, người phải chấp hành hình phạt tù với đời sống xã hội. Người thực hiện nhiệm vụ quản lý phạm nhân gọi là quản giáo, là người giáo dục pháp luật và đạo đức cho phạm nhân, để phạm nhân nhận thức được sai phạm của mình, trở thành người tốt, sống có ích cho xã hội trường hợp quản giáo cán bộ làm nhiệm vụ ở các cơ sở giam giữ mà không tuân thủ quy định pháp luật rất dễ khiến phạm nhân trốn chạy phá rối xâm phạm tính mạng sức khỏe của người khác tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội hoặc mua chuộc cán bộ khiến cho việc cải tạo giáo dục không mang lại hiệu quả và ý nghĩa tích cực hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ quản giáo sẽ khiến cho việc thi hành pháp luật hình sự thiếu tuân nghiêm làm giảm hiệu quả trong công tác giáo dục phạm nhân chính vì vậy vấn đề duy trì kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ quản giáo là điều hết sức quan trọng để đảm bảo tính nghiêm túc trong thực thi công vụ và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, làm cơ sở để công tác thi hành án hình sự đạt hiệu quả cao nhất. Trong vụ việc trên, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ quản giáo sẽ khiến cho việc thi hành pháp luật hình sự thiếu tôn nghiêm, làm giảm hiệu quả trong công tác giáo dục phạm nhân. Vậy đối với những sai phạm này, hai cán bộ trại tạm giam Long Tuyền sẽ phải nhận mức xử lý hình sự như thế nào? Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những video tiếp theo. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy An Giang vừa có thông cáo báo chí về việc xem xét kỷ luật nhiều cán bộ thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an tỉnh An Giang do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trước đó, ngày 14 tháng 4, thực hiện thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy An Giang đã tiến hành họp kỳ thứ 16. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 đảng viên vi phạm thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang là bà Nguyễn Trần Tuyền Trinh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thị xã Tân Châu, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Châu Đốc ông Lê Hoàng Anh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thoại Sơn, ông Lương Quốc Danh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thoại Sơn, ông Ngô Minh Tư, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Châu Đốc, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Phú, ông Trần Hữu Tài, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Châu Đốc. Theo thông cáo này, các cá nhân trên đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhân là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy An Giang cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 đảng viên vi phạm thuộc Công an tỉnh An Giang. Đó là ông Phạm Thành Mỹ, trưởng phòng hồ sơ Công an tỉnh An Giang, nguyên trưởng Công an thành phố Châu Đốc, ông Nguyễn Minh Hoàng, trưởng Công an huyện Thoại Sơn, ông Nguyễn Văn Hiếu, nguyên trưởng Công an huyện Thoại Sơn, ông Nguyễn Đức Hậu, trưởng Công an thành phố Long Xuyên, nguyên trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang. Còn đối với các ông Nguyễn Thanh Hải, tránh thanh tra công an tỉnh An Giang, nguyên trưởng công an thành phố Long Xuyên, nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh An Giang, ông Lý Thành Vũ, trưởng phòng an ninh đối ngoại, nguyên trưởng công an huyện An Phú, ông Hà Minh Đấu, trưởng phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh An Giang, nguyên trưởng phòng tổ chức cán bộ công an An Giang, nguyên trưởng công an thành phố Châu Đốc. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang xem xét thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Tấn, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh An Giang, nguyên trưởng công an huyện An Phú và ông Trần Minh Dững, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Có thể nói, mâu thuẫn nở nần là một trong những căn nguyên gây nên bất ổn về tình hình an ninh trật tự ẩu đà, xô xát, hủy hoại tài sản, thậm chí là cả những án mạng vô cùng kinh hoàng đã xảy ra, cũng bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc. Mới đây, tòa nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Văn Nông. Được biết, đối tượng này đã mua sang phóng hỏa nhà con nợ. Theo cáo trạng, năm 2020, Nông cho anh Trần Văn Nam, 49 tuổi, tạm trú quận Liên Triều, Đà Nẵng, mượn 60 triệu đồng. Anh Nam đã trả được 10 triệu đồng, Số tiền còn lại, Nông đã nhiều lần đòi nhưng anh Nam không trả và cố tình lẩn tránh. Bực tức vì nhiều lần đòi nợ mà không được, Nông dùng điện thoại nhắn tin cho anh Nam với nội dung đe dọa, đòi giết anh này. Ngoài ra, Nông còn nói chuyện với anh S, là bạn của Nông và anh Nam, về việc nếu gặp anh Nam ở đâu sẽ đánh và giết. Mà dù nhiều lần nhắn tin đe dọa nhưng vẫn không thấy anh Nam trả tiền, nên Nông nảy suy nghĩ định phóng hỏa nhà con nợ nông đến một cửa hàng mua một bộ hàn gió đá mini và mua 7 lít xăng đem về để trên gác chờ thời cơ thực hiện hành vi. Cuối tháng 7 năm 2022, nông đem bộ hàn gió đá đến nhà của anh Nam rồi cắt thủng một lỗ nhỏ trên cửa thoát hiểm phía sau nhà. Sau đó, nồng nhét một miếng vải và châm lửa đốt. Do lửa cháy nhỏ nên nông bỏ về. Gia đình anh Nam không phát hiện vụ việc. Đến khoảng 2 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2022, Nồng tiếp tục đi xe máy, đem theo đồ nghề, đến cửa sắt thoát hiểm phía sau nhà anh Nam. Nồng lấy căn nhựa có chứa khoảng 7 lít xăng, quay lại vị trí cửa thoát hiểm phía sau nhà anh Nam. Tiếp đó, sử dụng đoạn ống nhựa, một đầu gắn vào căn xăng, một đầu luồn qua lỗ thủng trên cửa sắt thoát hiểm, rồi đổ hết 7 lít xăng vào nhà. Sau đó, nông đặt can nhựa rỗng sát cửa thoát hiểm và dùng bật lửa đốt áo thun đã được tẩm xăng ném về phía can xăng. Thấy lửa cháy lớn, nông lái xe máy quay về nhà. Lúc này, vợ anh nam phát hiện nhà bị cháy nên hô hoán, cùng anh nam và hai con dưới 16 tuổi mở cửa trước để thoát ra ngoài và dập lửa nên chưa có thiệt hại về người. Tại tòa, nông thành khẩn khai báo Bị cáo này nói không có chủ đích giết người, nhưng vì quá tức giận trước việc anh Nam chay ý trả nợ nên muốn hù dọa. Ngày 15 tháng 4, Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Nông, 47 tuổi, chú quận Liên Triều, Đà Nẵng, 20 năm tù, về các tội giết người, huy hoại tài sản. Qua vụ việc trên có thể thấy, chỉ vì một số tiền không quá lớn mà đối tượng đã có những hành vi đòi nợ theo chiều hướng tích cực, manh động. Đây là một hành vi đi ngược lại với đạo đức con người. Tuy nhiên, một phần lý do dẫn đến vụ việc không mong muốn này cũng là vì cách hành xử của con nợ, nên có những giải pháp hợp lý để xử lý mâu thuẫn nợ nần, tránh những trường hợp xấu xảy ra. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường lập chốt, xử lý những lái xe vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an toàn an ninh trật tự. Tuy nhiên mới đây, tại xã Thái Học, Bình Giang, Hải Dương, một người đàn ông đã chụp ảnh lại một chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông rồi đăng lên trang mạng xã hội. Ngay lập tức, lực lượng công an đã triệu tập đối tượng này lên làm việc. Cụ thể, công an huyện Bình Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân ở xã Thái Học về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Trước đó, 15 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2023, anh PVM ở xã Thái Học, Bình Giang đăng tải hình ảnh thông tin về hoạt động của chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Thái Học trên tài khoản Facebook cá nhân. Tại cơ quan công an, anh PVM thừa nhận hành vi vi phạm anh M cho biết, mục đích báo chốt là để mọi người quen biết né sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thực thi công vụ. Từ tài liệu thu thập, Công an huyện Bình Giang ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh PVM. Anh M phải gỡ bỏ các bài đăng trên mạng xã hội. Về thông báo hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông giúp người vi phạm né tránh chốt của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ tác động xấu đến hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông mà nguy hiểm hơn, hành vi còn có thể tiếp tay cho đối tượng phạm pháp hình sự. Vì vậy, hy vọng vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh đối với người dân, tránh để những vụ việc tương tự tiếp diễn. Quý vị thân mến, năm 2023, ngoài 3 ngày nghỉ chính thức gồm dỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng, ngày quốc tế lao động, thì người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức còn được nghỉ bù thêm 2 ngày do dỗ tổ Hùng Vương 29 tháng 4 và ngày chiến thắng 30 tháng 4 rơi vào thứ Bảy Chủ nhật. Kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 năm 2023, kéo dài đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2023. Chính vì vậy, nhu cầu đi du lịch của người dân cũng tăng cao. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam thông tin số liệu báo cáo của hãng hàng không Việt Nam trong hai ngày cao điểm 28 và 29 tháng 4, tổng số ghế được cung ứng ra thị trường trên trạng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trọng điểm là trên 41.000 ghế tăng đột biến. Cụ thể, ngày 29 tháng 4, tỷ lệ lấp đầy tăng đột biến gồm chặng Hà Nội, Huế đạt 100%, Hà Nội, Tuy Hòa đạt 93%, Hà Nội, Đồng Hới, Quy Nhơn đều đạt trên 96%. Tương tự như tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng đạt chỗ cho ngày 29 tháng 4, các chặng bay đi các điểm du lịch trong điểm nêu trên ở mức cao với tổng số ghế được cung ứng khoảng 40.000 ghế. Tỷ lệ lấp đầy trên các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn, Phú Quốc, Tuy Hòa đều đạt trên 80%. Tương tự, chiều ngược lại các chặng bay chiều về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tỷ lệ đặt chỗ ở mức cao trong các ngày cao điểm mùng 2 và mùng 3 tháng 5. Cá biệt, một số chặng từ Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế, Tuy Hòa đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt tỷ lệ trên 80% nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm có nhu cầu du lịch lớn gồm Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo trong các ngày 28 và 29 tháng 4 và mùng 2 đến mùng 3 tháng 5. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 của năm 2023 kéo dài 5 ngày, tạo điều kiện để nhiều người lên kế hoạch du lịch với gia đình, bạn bè. Đặc biệt là sau một thời gian dài, ngành du lịch nước nhà bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Các tour du lịch nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 được trà mời rầm rộ. Đợt này, những tour du lịch nước ngoài vô cùng đắt khách. Thậm chí, nhiều tour đã hết chỗ, mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ này. Hy vọng quý vị có những sự lựa chọn địa điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng và an toàn cho bản thân và gia đình. Kết thúc bản tin sẽ là những tin tức về tình hình thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 16 tháng 4, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ kèm sương mù, đêm có mưa, cổ bộ có mưa vừa, mưa to. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, còn Đà Nẵng ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 16 tháng 4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tối khu vực Hà Nội nhiều mây, trời trong xanh, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 16 tháng 4, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Thời tiết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây sau đó giảm mây, trời có nắng, chiều có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Nam Bộ cho biết, trong ngày cuối tuần 16 tháng 4, khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa. Cụ thể, mưa rông có xu hướng gia tăng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông cần đề phòng sấm xét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Để chủ động lên kế hoạch sắp xếp lịch trình công việc và học tập, người dân nên theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ ý kiến gì muốn chia sẻ, hãy để lại dưới phần bình luận cho chúng tôi biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.